nay đang là đang edit thì tự nhiên mình thèm đồ của quà quê, thì mình gọi cô em của mình hay nấu bún quà quê đăng những cái hình trên Facebook á, mình nói em còn có tô nào không nhường cho anh đâu. Ok, sure, anytime. Ok, bây giờ mình đang trên đường mình tới nhà cô em đó, mình pick up một tô bún bò Huế làm tại gia, chứ không phải là nhà hàng, không có phần professional gì hết, nhưng mà mình muốn ăn homemade, Jesse có ngon hay không. Thì thấy cô em này đăng hình lên thì nhìn hấp dẫn lắm. Thử coi nha. Ok các bạn chờ. Mùa dịch Corona này thì Eric thường ăn order to go nhiều hơn. Tại vì lý do là phần nhiều những nhà hàng họ có thể họ không có cho dine-in, chỉ có to go không, thì mình ăn to go nó tiện hơn. Đây là một cái concept mà Eric đã từng muốn làm từ lâu, là chuyên đi ăn to go thôi. Happy New Year everybody, happy holidays. Hôm nay trời đẹp quá, 70 mấy độ, California weather, Orange County weather, lúc nào cũng đẹp. Cuộc sống ở đây nó hơi cao chút xíu là tại vì thời tiết đó các bạn. Thời tiết đẹp quá, ai cũng muốn về đây sinh sống nhưng mà mắc quá. Ở đây là dân cư Việt Nam mình ở đông lắm, rất là đông. Có thể nói đây cũng gọi là một cái quận nhất bên Sài Gòn vậy đó, đông đúc như vậy, mắc mỏ như vậy. Nhà cửa đây mướn thì mát lắm. Ok, mình tới rồi ha. Bây giờ chắc mình gọi cô em mình xuống để đưa đồ cho mình thôi. Ok, let's see. Đâu cũng vậy, mặt nạ trước, khẩu trang chứ quên. Mình không có, mình đeo như vậy để mình bảo vệ cho người xung quanh mình ha. Kể để mình gọi cô em xuống được cho chú. Đó, mới giao cho Eric nè. Ok. Ok, thôi, trở lại studio ăn. Cái lý do là Eric quay nhiều cảnh lái xe như vậy là nhiều khi các bạn ở các tiểu bang khác á, hay là chỗ khác mà chưa có dịp về California này, hay là về Orange County hay khu phố Bosa này, thì để cho họ coi thôi chứ không phải là gì. Mình có thể mình rút gọn ngắn cái video này lại, nhưng mà thôi, cứ để quay cho bầu trời thôi, cứ để quay đi, quay cho vui, cho mọi người coi. Trời ơi, trong xe này ngửi mùi bún bò Huế thơm phung phức rồi đó, đói bụng quá. Xa này á, đồ ăn rất là nhiều. Nhiều khi mà nhiều quá mình cũng kén, cũng chọn. We are so spoiled. Đồ ăn đây thì giá cả cũng ok, không đến nỗi mắc. Quan trọng là có ngon hay không thôi.
bạn biết đi, Star Cafe, các anh nào vô đây cũng biết rồi. Ok, tới rồi nha các bạn. Mình vô mình thử món bún bò Huế này. See you in there. À, mày coi, hôm nay bún bò Huế nè, mày coi. À, hôm nay nhà mang cái tô ra để ăn cho nó dễ. À, we'll see. Alright. Mở ra thì pack rất là kỹ để cho những người mang to go đi họ không có nhớ khi nó bị lái xe nó bung ra đổ ra ngoài vô xe hết. Yeah, nên rất là kỹ. Good. One. Muốn nĩa có đủ to go. Two. À, cái này quan trọng à. Và đây. Cho các bạn coi rau. Cũng có rau nha. Ok. Coi trong đây có gì. Ở trong đây là trước hết là mình thấy rau nè, có đủ loại rau hết, rau thơm, giá, rồi rau bắp chuối có đầy đủ. Và kế bên đây là bánh phát, là đây cũng có một túi rau, thịt bún bò Huế, thịt đẹp không? Thường thường Eric hay nói đẹp quá là tại vì chụp hình quen, rất quen miệng, cái gì cũng khen đẹp hết. À, đây là... Ok, bây giờ mình mở ra coi ha. Ok. Kỹ. Wow. Ok, mở ra rồi nhìn nè các bạn. Wow. Very giống nhà hàng vậy đó, đẹp quá. Ok. Coi nào. Wow. Ngon quá, thơm quá. Tuyệt vời. Đây hành. Ngon lắm nè. Dưới này chưa có gì hết. Ok. It come with two piece of chả. Bây giờ mình bỏ bún bò Huế vô. Bỏ bún vô. Eric ăn bún rất là ít, ăn chỉ một nửa thôi. Như là Eric thích rau nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ đổ nước bún bò Huế vô tô. Trời ơi, ngon quá các bạn ơi. Sweet nè. Đói quá, tay run luôn. Hai miếng huyết ha. Sao tay mình run vậy? Đã đói đó. Beautiful. Thiệt, another beautiful. Ok, mình gấp một ít rau vô. Này rau gọi là rau bắp chuối nè. Đẹp không? Rau bắp chuối nè. Cho một ít rau vô. Giá vô rất là sạch sẽ. Cô em này tên là Ivy. Đây là một đứa em cũng quen cũng thân lâu lắm rồi. Mỗi lần mà Vi
Anh Vy lên lên Facebook đăng là anh Hiệp order liền. Chỉ có Facebook chút xíu trên cái đường link này, Eric sẽ cho cái link. Đồ ăn rất là ngon. Quảng cáo là không có bột ngọt. Ok. Giá cả rất là nhẹ nhàng, 11 đồng một phần. Người thường xuyên hay nấu mì Quảng, rồi bún bò Huế, súp măng cua gì đó. Và đây, giò heo. Eric ít khi ăn giò heo lắm, nhưng mà mỗi lần order như vậy thì mình đều có những đi chung với cái giò heo. Thường thường Eric order là Eric không có kêu nhà hàng không có lấy giò heo, cho thêm chả. Ok. Cho thêm chút thịt vô nữa đi, bún nè. Ok. Wow, ngon quá. Không được nóng cho mấy, tại vì mình trên đường từ chỗ mà mình pick up đồ ăn tới về tới giờ thì nó hơi xa, khoảng 10-15 phút thì nó hơi nguội chút xíu. Nếu mà các bạn mà ở chỗ làm hay mà không tiện thì mua một cái microwave để sẵn, mình có thể hâm lại. Ok, mình thử một miếng nha. Đậm đà. Như Eric nói, nếu mà nóng hơn chút xíu nữa thì ăn rất là ngon. Nhưng mà vậy cũng ok. Eric ăn cay lắm. Mình cho thêm một chút xíu ớt, mắm ớt. Cho thêm chút rau nữa đi. Eric rất thích ăn rau. Rau rất ngon. Thịt nè. Nè, thịt nè. Tươi không? Rất là ngon. Mềm. Rất là mềm và thơm. Ngon quá. Hiệp đã từng đi ăn bún bò Huế nhiều nhà hàng, nhưng mà có lúc mặn, có lúc ngọt. Nhưng mà Eric cảm thấy là cái khẩu vị của cô em này là ưng ý, ăn ngon. Cái quan trọng là không có bột ngọt. Rau nè. Đẹp quá. Và đây là miếng chả. Trong. Thơm quá, mềm quá, very juicy. Ngon quá. Hút miếng nước. Ngon quá. Nóng chút xíu nữa là gứt rồi. Thôi thì tới mua microwave để ở nhà đi. Anh Minh để ở tiệm đi, ngọt quá. Rồi mình ăn miếng miếng huyết nè. Đi coi. Đồng huyết nè. Thơm quá. Một bữa cơm trưa một mình không ai bo được. Nhiều khi nó cũng có cái thú của nó nha. Ăn một mình nó cũng có cái thú của nó. Không nhất định là phải tụ năm tụ ba lại để ăn cho nó vui, không phải. Vui là vui trong lòng mình. Nổ. Ngon quá. Thank you.
Thì tới mình sẽ ăn mì Quảng của cô em này. Nghe nó cũng ngon lắm. Cũng 11 đồng một phần. Thịt này ngon lắm rồi bạn. Wow. Dripping. Dripping. Ngon quá. Ăn thêm miếng huyết nữa nè. Tuyệt vời. Hôm nay phá lệ, thử ăn miếng giò heo nó như thế nào. Chứ Eric rất không thích ăn giò heo. Nhưng mà nào, nhìn hấp dẫn quá. Mềm, không có hôi. Cái quan trọng là mình ăn ăn chụp bún bò Huế mà hôi rất là thua rồi. Nhưng mà cái này thơm, không có hôi. Ngon quá. Eric sẽ ăn tiếp nhưng mà thôi, mình quay dài dòng quá thì các bạn coi cũng chán. Nói chung là mỗi bữa ăn ngon miệng hay không là do chính mình. Mắc hay không mắc, mắc hay rẻ không quan trọng, mà mình thích ăn là ok. Thì đây là một món bún bò Huế Eric mới try it out với cô em gọi là Ivy, cô em tên là Ivy trên Facebook của Eric. Thì tóm lại rất là ngon, thịt không hôi, thơm, sạch sẽ. Thì đây là một bữa ăn chiều của bình thường, simple lunch for me. So hẹn gặp các bạn lại kỳ tới. Nếu có dịp thì subscribe cho Eric hay là like, fine with me. Ok, cảm ơn trước nha các bạn rồi. Hẹn các bạn lại trong những video kỳ tới nha. Cảm ơn. Peace.